tứ giác. Mỗi tam giác có tổng các góc bằng 180 độ, còn tứ giác thì sao? 1. Định nghĩa. Mỗi hình 1A, 1B, 1C dưới đây đều gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA. Trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. Mỗi hình đó là một tứ giác. Hình 2 không là tứ giác. Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA. Trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. Tứ giác ABCD còn được gọi là tứ giác BCDA, BADC, vân vân. Các điểm A, B, C, D gọi là các đỉnh. Các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA gọi là các cạnh. Câu hỏi 1. Trong các tứ giác ở hình 1, tứ giác nào luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác? Tứ giác ABCD trên hình 1A gọi là tứ giác lồi. Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác. Chú ý, từ nay khi nói đến tứ giác mà không chú thích gì thêm, ta hiểu đó là tứ giác lồi. Câu hỏi 2. Quan sát tứ giác ABCD ở hình 3, rồi điền vào chỗ trống. Hình vẽ, các em nhờ giáo viên hướng dẫn. A. Hai đỉnh kề nhau, A và B, 3 chấm. Hai đỉnh đối nhau, A và B, 3 chấm. B. Đường chéo, đoạn thẳng nối hai đỉnh đối nhau, A, C, 3 chấm. C. Hai cạnh kề nhau, A, B và B, C, 3 chấm. Hai cạnh đối nhau, A, B và C, D, 3 chấm. D. Góc, góc A, 3 chấm. Hai góc đối nhau, góc A và góc C, 3 chấm. E. Điểm nằm trong tứ giác, tức là điểm trong của tứ giác, M, 3 chấm. Điểm nằm ngoài tứ giác, tức là điểm ngoài của tứ giác, N, 3 chấm. 2. Tổng các góc của một tứ giác. Câu hỏi 3. A. Nhắc lại định lý về tổng ba góc của một tam giác. B. Vẽ tứ giác ABCD tùy ý, dựa vào định lý về tổng ba góc của một tam giác, hãy tính tổng góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D. Như vậy, trong tứ giác ABCD hình 4, ta có góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D bằng 360 độ. Định lý: tổng các góc của một tứ giác bằng 360 độ. Bài tập. Bài tập 1. Tìm X ở hình 5 và hình 6. Hình 5A có tứ giác ABCD. Góc A bằng 110 độ, góc B 120 độ, góc C 80 độ. Tìm góc D. Hình tứ giác EFGH các góc EFH bằng 90 độ. Tìm góc G. Hình 5C. Tứ giác ABDE. Trong đó, góc A 65 độ, góc B, góc E bằng 90 độ. Tìm góc D. Hình 5D. IKMN có góc K ở ngoài bằng 60 độ. Góc M ở ngoài là 105 độ. Góc Y bằng 90 độ. Tìm góc N. Hình 6. Hình 6A có tứ giác PQRS. Trong đó, góc S bằng 65 độ, góc R bằng 95 độ. Tìm góc Q và góc P. Hình 6B MNPQ. Trong đó, góc M bằng 3X,
góc N bằng 4x. Tìm góc P. Bài tập 2. Góc kề bù với một góc của tứ giác gọi là góc ngoài của tứ giác. A. Tính các góc ngoài của tứ giác ở hình 7A. B. Tính tổng các góc ngoài của tứ giác ở hình 7B. Tại mỗi đỉnh của tứ giác chỉ chọn một góc ngoài. Góc A1 cộng góc B1 cộng góc C1 cộng góc D1 bằng bao nhiêu? C. Có nhận xét gì về tổng các góc ngoài của tứ giác? Hình vẽ các em nhờ giáo viên hướng dẫn. Bài tập 3. Ta gọi tứ giác ABCD trên hình 8 có AB bằng AD, CB bằng CD là hình cái diều. A. Chứng minh rằng AC là đường trung trực của BD. B. Tính góc B, góc D, biết rằng góc A bằng 100 độ, góc C bằng 60 độ. Bài tập 4. Dựa vào cách vẽ các tam giác đã học, hãy vẽ lại các tứ giác ở hình 9, hình 10 vào vở. Phần hình vẽ, các em nhờ giáo viên hướng dẫn. Bài tập 5. Đố. Đố em tìm thấy vị trí của kho báu trên hình 11. Biết rằng kho báu nằm tại giao điểm của các đường chéo của tứ giác ABCD. Trong đó, các đỉnh của tứ giác có tọa độ như sau. A. 3, 2. B. 2, 7. C. 6, 8. D. 8, 5. Có thể em chưa biết. Tứ giác Long Xuyên là một vùng đất trù phú ở Tây Nam Bộ, rộng hơn 500.000 hecta, là vựa lúa lớn thứ hai của nước ta sau đồng bằng thấp 10, là một địa chỉ du lịch hấp dẫn với nhiều núi đá vôi và hang động nổi tiếng. Trên hình 12, ta có 4 đỉnh của tứ giác đó là A. Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. B. Thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. C. Thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. D. Thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.